màn hình uốn cong theo chiều dọc. Theo đó, Samsung đang tiếp tục kế hoạch của mình khi dự định ra mắt phiên bản 2 của Galaxy Fold. Khác với cách gập ngang ở phiên bản đầu tiên, Galaxy Fold 2 sẽ có thể gập đôi lại theo chiều dọc. Thông tin phát đi từ Hàn Quốc cho thấy, Galaxy Fold 2 sẽ có màn hình 8 inch, lớn hơn hẳn so với màn 7.3 inch của phiên bản trước. Tuy vậy, bên cạnh những khó khăn về vấn đề kỹ thuật, Galaxy Fold 2 sẽ phải đối mặt với vấn đề thiếu nguồn cung cấp chip nhớ, màn hình OLED và cả lớp kính bảo vệ màn hình. Nguyên nhân của tình trạng này là bởi cuộc chiến tranh thương mại đang bùng phát giữa Hàn Quốc và Nhật Bản. Trong số các linh kiện này, việc tìm kiếm nguồn cung kính bảo vệ màn hình của Galaxy Fold 2 là khó khăn hơn cả. Đó phải là loại kính dẻo có thể tích hợp cho những thiết bị có màn hình gập. Loại kính sở hữu đặc tính có thể uốn cong mà không bị vỡ. Để giải quyết vấn đề này, Samsung đã tìm đến các nhà sản xuất kính bảo vệ màn hình nội địa. Theo đó, nhiều khả năng Samsung sẽ sử dụng một loại kính bảo vệ mới có tên Ultra Thin Glass. Với những yêu cầu kỹ thuật khắt khe và khó chế tác hơn lớp bảo vệ polyimide của Galaxy Fold thế hệ 1. Với những khó khăn nhiều khả năng được giải quyết, Galaxy Fold 2 có thể ra mắt thị trường vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2020. Mặc dù vậy, việc Galaxy Fold liên tục trì hoãn ngày mở bán khiến người ta cảm thấy khó mà tin tưởng vào lộ trình này.